nhẫn càng ngày càng đẹp. Nhưng mà nếu nó ở bằng tay của người khác thì đâu có đẹp. Nó nằm trong bàn tay mình cho nên nó rất là đẹp. Dù mình đã lớn tuổi, bàn tay nó nhăn nheo nhưng mà đeo chiếc nhẫn vô, ôi tự nhiên bàn tay mình nó mịn màng như là cô gái 20 tuổi. Kim, cô nói vậy mà đúng không Kim? Kim! Kim! Dạ. Điếc hả? Bà gọi con hả? Chứ còn gọi ai nữa? Bà dạ, nói gì? Hỏi nè. Dạ dạ sao bà? Cái chiếc nhẫn này sao? Đâu con xem. Đẹp không? Bình thường thôi, không có giá trị gì hết. Không có giá trị nhưng mà đó là vật kỷ niệm. Quan trọng nhất là việc kỷ niệm, hiểu chưa? Cái đó là tại vì bà không hiểu mà thôi. Bà ơi bà, để con nói cho bà nghe nè. Nói sao? Vật kỷ niệm á, với người ta là khi người ta còn sống kìa. Còn á, mà khi mình đã gần chết rồi á thì không có gì là kỷ niệm hết. Tất cả chỉ là tro là bụi thôi, bà có hiểu không? Kim! Kim! Dạ? Bà gọi con hả? Tháng này tôi cắt lương cô. Con không biết đâu, con không biết đâu. Bà ơi bà, bà ác độc lắm bà có biết không? Gì? Chỉ vì một câu nói nhỏ thôi mà bà trừ lương con là sao? Con... Không phải tôi trừ lương, tôi cắt lương cô vì chiếc nhẫn này hả? Mà vì tôi cắt lương vì cái tội nấu ăn quá dở. Chắc có lẽ cô nghĩ rằng tôi thuê cô giúp việc cho tôi một ngày chỉ có 2 tiếng đồng hồ, cho nên cô muốn làm gì cô làm phải không? Ngày hôm qua cô cho tôi ăn, cô nấu cơm, cái hộp cơm nó cứng như là đá, canh nó thì mặn chát, làm sao tôi có thể tôi ăn được? Trời ơi, con tức quá, con giận quá bà ơi. Sao vậy? Bà cứ hiểu sai vậy con hoài. Bà ơi bà có biết là con phục vụ bà là con tận tâm tận lực hết sức hết mình luôn. Con nấu ăn lúc nào cũng đầy tâm huyết, không bao giờ con bỏ một cái gì lạ vô trong hết á. À! Bà ơi, hồi con thông minh quá, con phát hiện ra rồi, con biết tại sao mà bà chê đồ ăn con dở rồi. Tại sao? Tại vì á, mấy hôm rày bà bệnh á, cái khẩu vị của bà nó khác lạ, nó thay đổi á bà. Cái gì? Cái gì? Hả? Cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Cô nói bệnh quả cái gì? Hả? Có nói gì đâu. Cô bệnh hay không có là chuyện của tôi. Dạ. Tôi rầy cô cũng không biết sữa. Dạ. Con nói khẩu vị này nọ nọ kia nữa hả? Đi qua bên kia. Đi qua bên kia. Cô làm cái gì vậy? Dạ không, cô làm cái gì vậy? Không. Cô làm cái gì? Xí hộp lộ. Bà Vũ, bất giận. Bà Emily. Cầm vụ, cái đây, đây nè. Dạ. Để xuống để xuống đây. Bà Vũ ơi, bà Emily tới thăm bà nè. Bất giận nha, Đây. Để con. Để em bếp. Dạ. Rồi. Em chào chị. Trời ơi, cái gì mà bước vô nhà mà tưởng có chiến tranh. Có chuyện gì không chị? Hả? Sao bữa nay tự nhiên tốt đột xuất vậy? Dạ, em nghe nói chị bệnh, cho nên em có đem ít trái cây mà chị thích tới mà. Cảm ơn. Dạ. Cứ hỏi nè, trả lời đi, sao tốt đột xuất vậy? Hả? Có gì đâu đột xuất. Chị là chị của em, mà bệnh tim của chị tái phát thì em phải tới thăm chị là chuyện tất nhiên mà chị. Có phải tới thăm thôi không? Ủa? Bà Emily. Hả? Bà ơi, bà có biết không, bà chủ con khen bà dữ lắm luôn á. Bà chủ con nói bà nấu ăn giỏi lắm, mà ngon ơi là ngon luôn. Bà Emily ơi, hôm nay bà tới đây rồi, bà nấu ăn cho bà chủ con nha. Từ sáng tới giờ bà chủ con không ăn gì hết. Chị con nấu dở nha bà, nha bà. Quên. Dạ. Ai mượn? Sao có nhiều chuyện vậy? Chuyện gì cũng có cô hết là sao hả? Bực mình. Nói gì nói thì Kim nó cũng là người giúp việc cho chị mấy năm rồi. Tuy là làm theo giờ nhưng mà cũng là hàng xóm của mình. Chị đối xử với cô ấy tốt một chút đi chị. Tại em không biết đó thôi.
Nhưng mà đó là cái chuyện nhà của chị, chị không có cần em phải xen vô. Bữa nay em qua đi để làm gì? Để thăm chị hả? Hay là qua đây để coi chị chết hay là chưa? Dành lại miếng đất mà ông bố để cho tụi nó phải không? Sao chị nói vậy? Chị là chị của em mà. Còn cái chuyện đất đai mà bố mẹ cho chị á, chuyện đó qua rồi, đừng có nhắc tới nữa. Chị à, chị không khỏe. Vậy nhiệm vụ của em là phải tới thăm chị. Em có làm một ít thức ăn mà những cái thứ mà chị thích nữa. À chừng nào chị ăn thì chị nói em hâm lại. Chị ăn với em một chút nha. Tôi cảm ơn. Tôi dù có nghèo gì đi nữa cũng vẫn có tiền để lo hai bữa ăn mà. Tôi đâu có cần cô tới đây nấu ăn mà, tôi cũng đi về đi. Ôi à, sao mà nói vậy không biết nữa. Chị Emily. Bà chủ ơi, bà có sao không? Bà ăn mèo, tiếng mèo kêu. Hay là tiếng con nít khác vậy? Tiếng mèo phải không? Là con mèo. Con mèo ơi, hình như nó ở trong cái bình đó. Dạ trời ơi, em đi ra. Một con vật gớm ghiếc. Trời ơi, nó đen thui. Nó đen thui. Chị miệng của nó trắng xác. Trời gớm quá. Đem đi. Chị à, cái này em mua ở tiệm Mèo Mèo đó. Con mèo bẩn thỉu. Con mèo bẩn thỉu. Cô Kim. Dạ. Đem đi ra. Dục bỏ cho tôi mau lên. Chị đừng chị. Em tắm sạch sẽ, không có dơ. Nếu mà chị không thích á, thì là em đem về. Chị đừng có dục bỏ, tội nghiệp nó lắm nha chị. Nhưng mà ai mượn cô đem mèo tới. Cô biết rồi, tôi rất ghét những con vật. Cho mèo, heo, gà, vịt, tức là con vật là tôi ghét. Lòng của nó sẽ làm cho tôi bệnh, làm cho tôi chết. Cô muốn giết tôi chết phải không? Cô giết tôi chết phải không? Chị ơi, em nhớ là hồi nhỏ chị rất thích mèo cho nên em mới mua em tặng chị. Hồi nhỏ khác. Bây giờ tôi lớn rồi, tôi già rồi, tôi sắp chết tới nơi rồi, làm sao tôi có thể tôi thích được. Đem đi, con đem cái con vật quái quỷ này đi. Tôi không mua nó trong nhà tôi, nó sẽ phá quách, nó sẽ cắn xé tất cả hư hao đồ đạc trong nhà tôi. Đem đi. Rồi em sẽ đem đi. Chị ơi, cho em hỏi là chị có đói bụng chưa chị? Kim. Dạ con nè bà. Bà, tôi đói bụng rồi, cô biết không? Có liền. Thôi để tôi à, tôi biết chị tôi thích đồ ăn gì. Dạ. Tôi sẽ lại tôi hâm thức ăn. Dạ. Nha. Rồi. À, tôi sẽ chuẩn bị. Dạ cảm ơn. Ôi, bà. Chết cha, tôi quên. Cái gì vậy bà? Tôi quên. Trời ơi. Cái gì bà? Tôi có một công việc phải đi liền ngay bây giờ. Ôi chết rồi. Như vậy thì cô hâm thức ăn giùm nha. Dạ. Tôi đi xong rồi tôi quay lại. Tôi sẽ quay lại liền. Dạ, em xin phép chị em đi. Ai? Quinn. Dạ. Con mèo đâu rồi? Con mèo đâu rồi? Hả? Nó đâu rồi? Hả? Bà con ơi, mèo đâu rồi? Mất con mèo rồi. Hả? Nó sợ rồi. Con mèo. Đi kiếm. Hai người đi kiếm. Đi kiếm cho tôi. Có khi nào cái cửa chuồng nó mở đây rồi. Hả? Chỗ nào? Bà Emily. Hả? Cái cửa mở kia. Coi chừng nó chạy ra ngoài đường rồi. À, cũng có thể đi, chị ơi đi. chắc nó chạy ra ngoài đường rồi. Đi kiếm liền. Dạ. Đi kiếm liền cho tôi. Bây giờ là cô phải đi. Dạ. Nhớ kiếm con mèo, ngày mai cô quay lại bắt cho cô liền. Dạ. Em xin lỗi chị. Trời em đi liền ơi. Nhớ nha bà cứ yên tâm đi. Nhớ giữ. Dạ. Con mèo lại. Con dạ, nhớ. Em đi. Trời em đi. Dạ. Nó muốn giết tôi chết mà. Kinh. Dạ. Lo cơm nước cho tôi chưa? Con quên mất. Bây giờ con làm liền hả? Cô liệu hồn hay chưa? Ở đây, lo dọn sẵn thức ăn cho tôi. Khi nào tôi đói thì tôi xuống tôi ăn. Tôi coi phim mà tôi xuống tôi ăn. Cô liệu hồn hả? Dạ. Tháng này tôi cắt lương cô. Dạ. Bà ơi, bà cứ ra phòng khách, bà xem phim hay ho của bà đi bà. Lúc nào cũng 6 giờ là tôi phải coi phim. Trễ một chút thì chết hả? Quá đáng.
Kim. Dạ. Cái bịch rác kìa, đem đi bỏ giùm cho tôi đi, hôi quá. Bịch rác này hả bà? Ừ. Ủa, chưa có đầy. Đầy hay là không đầy gì tôi kêu cô bỏ, thì cô đem cái đi bỏ giùm tôi đi. Cô để cho những cái mùi nó hôi á cái này. Trời ơi, cô muốn tôi chết sớm hay sao vậy cô Kim? Dạ đây, con đi bỏ. Ủa? Bà. Bà Emily tới chơi kìa. Thấy rồi. Dạ. Tới đây để tìm con mèo phải không em? À, à dạ. Hả? Chút, chờ con chút. Hả? Cái gì? Đây. Ủa, bà có thấy có thần kỳ không? Ôi trời ơi. Hôm qua không thấy nó đâu hết. Trời đất ơi. Mà lúc con dọn dẹp phòng, con lại thấy nó mới ghê chứ. Hay không bà? Trời ơi, đúng là nó rồi. Cái con mèo đen mà có cái chòm lông trắng ở mũi nè. Đó, tìm đó. Ở đâu vậy? Tự dưng nó xuất hiện thôi bà. À chị à. Em định tới dạ. đây để đem con dạ, mèo dạ. đi hả? Dạ, em sợ phiền chị, cho nên thôi để em đem về chị. Chị nhớ hôm trước em qua đây em nói là em tặng cho chị con mèo này mà. Tôi để nó ở đây với chị đi ha. Em tưởng ở đây thì nó gây khó chịu cho chị chứ. Không có đâu, hổng rày đó, ở đây chị thấy nó cũng giúp cho chị được nhiều cái chuyện cũng hữu ích lắm ha. Thế lại đâu có gì đâu. Bất quá thì Queen. Dạ. Cô vuốt con mèo trong cái lòng. Dạ. Hả? Vậy thôi để cho chị đi nha. À được hả chị? Ừ. Thôi sẵn nha. Đây em có làm ít đồ ăn mà chị thích đây nè. Bà con thấy kỳ không? Trời ơi trời, bà con thay đổi nắng mưa thất thường lắm. Mới hôm qua nói là ghét mèo, dơ giấy, bẩn thỉu, dục đi. Hôm nay để đó, tôi thích nè, tôi thích. Quyên, qua đây ngồi. Bà ơi, con biết lỗi con rồi. Đi lại đây ngồi. Dạ. Chị, ừ. Em có đem đồ ăn qua để em chuẩn bị thức ăn cho chị nha. Lại nấu ăn nữa hả? Dạ. Được rồi em cứ nấu ăn đi ha. Bà ơi, bà ra coi ai tới nhà mình kia. Cô kêu ai à? Phận sự của ai? Đi ra coi ai tới. Trời ơi, con lại quên mất. Để con này riết khùng hay sao á mà. Bực mình ghê. Mary. Bà ơi bà, cô Mary cháu gái của bà tới thăm kìa. Cô Kim nè. Dạ. Có chỗ rửa rau không? Cho tôi xuống tôi rửa rau. Bà nha. Theo con. Bà đi theo con. Đi bà. Mary. Cô. Lâu quá con không tới thăm cô. Cô khỏe không cô? Khỏe. Chưa chết. Hả? Chứ có lẽ còn lâu lắm mới chết. Hôm nay qua đây có chuyện gì không vậy? Dạ, con qua đây con muốn nhờ cô giúp đỡ con. Cô giúp cô... đỡ cái gì? Dạ, con muốn cô cho con mượn ít tiền nghe cô. Gì? Mượn tiền? Nghĩ sao ạ? Không bao giờ thấy cô bước chân qua đây cô thăm tôi. Mà hôm nay tới là để mượn tiền. Nè, cô Maria, cô nên nhớ cô là cháu của ông chồng tôi. Hả? Chứ không phải cô là cháu của tôi hay là con của tôi. Nhưng mà ông chồng tôi đã mất rồi. Thì giữa tôi với cô chẳng có cái gì quan hệ. Mà qua đây mượn tiền là mượn tiền cái gì? Dạ con biết. Nhưng mà cô ơi, con cần tiền để đóng học phí. Con có làm thêm, con chưa có nhận được lương. Bây giờ cô cho con mượn đi, khi nào con có lương rồi cái con trả cho cô nghe. Marie, chắc có lẽ là cô học nhiều quá cho nên mắt cô mờ phải không? Cô không thấy đường phải không? Cô nhìn đi. Cô nhìn cái căn nhà này đi. Một cái căn nhà như vậy làm sao tôi có tiền để cho cô mượn được hả? Cô, con biết là con qua đây như vậy là không phải. Nhưng mà bây giờ con không biết nhờ giả ai hết á. Năm nay là năm cuối cấp của con rồi. Nếu mà con không có tiền để đóng học phí, chắc chắn là người ta sẽ không cho con làm bài thi tốt nghiệp. Cô ơi, cô giúp con đi. Con hứa là con sẽ trả cho cô mà. Với lại... Thích mượn tiền rồi phải không? Thích xin tiền lắm phải không? Tôi chỉ cho. Ở đằng sau á, còn cái lon. Cô xách cái lon á, đi ra ngoài đầu ngõ kìa, ra đó mà xin ăn, ra đó mà xin tiền.
vừa phải rồi nha. Sao cô quá đáng quá vậy hả? À, nói cái gì? Chẳng qua hả, tôi coi chú tôi như là cha của tôi thì tôi mới có thể tôn trọng cô đến mức này. Tôi qua đi mượn tiền cô chứ không phải là tôi. Đánh! Tiền gì mà để? Tiền ở đâu? Ai biết? Nhiều khi đâu á, chú tôi á làm cả đời dành dụm một số tiền để cho cô. Rồi bây giờ á, cô muốn hay ăn một mình, cô không chia cho tôi. Mình chưa muốn. Trời ơi, chuyện gì mà hai người to tiếng vậy? Chị đang bệnh mà đừng nóng giận chị. Mượn tiền để lại cái gì? Để lại một căn nhà tồi tàn cái gì? Tiền ở đâu mà chưa mượn? Hở quá là mượn tiền, hở ra mượn tiền. Cô đi ra khỏi nhà tôi, đi ra khỏi nhà tôi, chị, tôi không muốn thấy mặt cô. Chị thôi ra phòng khách nghỉ ngơi đi. Đừng bớt giận đi chị nha. Chị bớt giận đi, đưa qua ra phòng khách đi. Chị ra nghỉ đi. Bà chị ơi, đi bà. Mà đi bà. Làm sao đây? Đúng là đồ độc ác keo kiệt. Cháu à, đừng buồn cháu à. Ôi à, tôi là Nick, chồng của Queen. Tôi giờ đây tại vì hồi nãy tôi đi làm về, không biết trong nhà có ổ chuyện ồn ào gì giữa Anna với vợ tôi hay không. Tôi bây giờ đây xem thử à. Chồng con đó bà. Sao có chuyện gì không? Đó là cô Marie, là cháu gái của bà Anna đó. Vậy à? Cổ tới đây mượn tiền, bà Anna không cho. Họ cãi nhau đó anh. Hay là chúng ta giúp đỡ cô ấy đi. Cho cô ấy mượn tiền đi. Dù sao chúng ta cũng còn một số tiền để dành đó. Ôi trời ơi, không được. Sao không được? Cái số tiền đó chúng ta đã hứa là để dành chữa bệnh cho mẹ mà. Ồ, thiệt. Xếp chút anh quên. Cô Mary nè, chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi muốn giúp đỡ cô lắm nhưng mà chúng tôi không có tiền. À không sao, các cháu có lòng như vậy là đã tốt lắm rồi. Hay là vậy Maria, tôi cũng có dành dụm được một ít tiền, hay để tôi cho cháu mượn đỡ nha. Thật hả cô? Cô ơi, vậy con cảm ơn cô nhiều lắm, con cảm ơn cô nhiều lắm. Chắc chắn con hứa với cô là có tiền con sẽ trả lại cho cô liền mà. Không sao, chuyện trả thì khi nào cháu có trả cũng được. Nhưng mà quan trọng là đừng có nghĩ xấu vì chị Anna, tội nghiệp lắm nha. Vài bữa nữa tới nhà tôi đi, rồi tôi cho mượn ha. Dạ, con cảm ơn cô. Cô Marie, vui rồi ha. Bà Emily ơi, chắc là con phải về thôi. Tới giờ về nấu cơm cho chồng con ăn rồi. Nhưng mà có chuyện này con muốn nhờ bà giúp đỡ. Bà ơi, làm ơn nấu ăn giùm cho bà Anna giúp con với. Khó khăn lắm, con làm không có được. Bà nhớ nha, bà cứ nấu ăn xong dọn ra khay, khi nào bà Anna đói bụng sẽ xuống ăn thôi. Thôi được rồi, yên tâm về nấu ăn cho chồng đi. Dạ. Cái chuyện mà ăn uống của Anna để tôi trị cho. Cảm ơn bà. Dạ thôi, con về luôn nghe bà. Bye Mary nha. Còn chuyện của chị Anna, chỉ có một mình tôi trị được thôi. Trời ơi, sao kỳ vậy? Ngày hôm qua là tôi dặn là mang ra ngày tiệm là 100 con mèo cho tôi. Chứ giờ ra ngoài tiệm đâu có 2 con, làm sao? Sao bán? Kỳ cục vậy? Lỡ người khách đến đây là tôi muốn coi hàng có 2 con sao giới thiệu? Rồi, bây giờ 100 con không có hả? Thôi 40 con cũng được nữa, mang ra đây gấp cho tôi. Nhanh lên nha. Bực mình gì đâu. Buồn bán đâu, mở có 2 con mèo bán gì? Chào chị. Chị ơi, ở tiệm mình có bán mèo không? Tất nhiên rồi, shop mèo mèo vô đây là để bán mèo chứ không để bán chó chị. Mà chị thích mua loại mèo nào? Ở shop chúng tôi có rất nhiều loại mèo, sưu tầm trên tất cả thế giới luôn. Đây nè, con mèo Ba Tư,
Còn bên đây là con mèo bên Tứ Xuyên. Bây giờ chúng tôi có rất nhiều loại mèo, chỉ mua loại mèo nào chúng tôi hay đáp ứng được cho chị. Vậy qua đây, qua đây, qua đây. Chị ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ê, em thấy sao chị coi nè. Đó, một catalog. Đây là một catalog sưu tập hàng vạn, hàng ngàn con mèo trên thế giới. Đó, đây nè, đây là con mèo Việt Nam. Dễ thương, tam thể rõ ràng luôn á. Ở Pháp không bao giờ có con thứ hai. Đó, còn đây nữa nè, đây là con mèo nhập từ Hồng Kông về. Trời ơi, nó dễ thương kinh khủng, mình ăn nhiều lắm chị ơi. Công nhận á, mà con mèo này lạ lắm nha. Con mèo đâu mà có chân mày nữa, nhỉnh ngộ lắm kìa. Đây nè, đây con mèo Thái nè. Đó, đố ở Pháp có con thứ hai. Tôi nói thiệt đó, mà con này rất là mắc tiền nha, khó nuôi lắm. Còn con đây nữa nè, trời ơi là trời, nhìn cái mặt nó hài dễ sợ luôn. Hả? Có con mèo nào gác chân lên người ta không? Có. Mèo mèo. Không sao hết á. Em vô ý vô tứ quá chị ha. Chị tha lỗi cho em, tại vì cái tính của em cứ nhắc tới mèo á là em cứ nói nhiều vậy đó, em không để ý gì hết. Chị thông cảm cho em nha. Tóm lại á là bây giờ tôi muốn mua một con mèo mà tất cả phải màu đen, chỉ có một đốm trắng ở mũi, thế thôi. Nguyên một con mèo màu đen có một cái đốm trắng ở mũi. Có. Trời ơi có hả? Đưa ra cho tôi, đưa ra liền. Nhưng mà anh không ở mũi mà ở ngay đuôi được không? Không được. Không được hả? Không được. Sao khó dữ vậy? À có rồi. Có hả? Nãy giờ là hết hồn mà sợ không có. Có. Bây giờ nguyên một con mèo đen, đốm trắng ngay đuôi và ngay cổ được không? Không được. Không được hả? Chỉ duy nhất một đốm trắng ở mũi thôi. Một đốm trắng ở mũi thôi hả? Có không? Có. Có hả? Thú tìm mấy lần rồi nha. Cửa hàng chúng tôi lúc nào cũng có hết á. À vậy hả? Ừ được đó. Bây giờ chị phải mang liền ra cho tôi. Không cần giá cả, bao nhiêu tôi cũng mua hết. Miễn làm sao đáp ứng đủ yêu cầu của tôi là được rồi. Nhưng xin thông báo chị, chúng tôi đã bán hết rồi. Nhưng mà tôi đâu có ý định mua tiệm của chị đâu. Chiều hôm nay tôi sẽ ra ngoại ô, tôi sẽ mua được một con mèo theo ý của tôi. Lông màu đen, một cái đốm màu trắng. Mèo mèo. Đốm trắng mèo mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Trời ơi, hôm nay vô tình phát hiện được con mèo hoa đốm trắng. Hay quá, mở cửa được rồi. Tôi vô đi. Trời ơi, cũng may á là thám tử biết cách mở khóa. Nếu không á thì tôi không biết làm sao vô nhà được nữa. Trời ơi. Cái gì vậy nè? Hả? Trời ơi, sao? Chuyện gì đã xảy ra trong nhà? Cô tôi đâu? Cô Anna. Cô Anna. Cô bình tĩnh. Để tôi xem xét xung quanh đây. Đừng đụng gì nha. Nhớ rồi. Thám tử ơi. Sao? Cách đây một tiếng, lúc tôi đứng ngoài cửa tôi gọi cửa, hình như trong nhà là có người. Tôi nghe tiếng bước chân. Có khi nào có ai đó vô đây hại cô tôi không? Cô Anna. Cô đâu rồi cô Anna? Cô đang. Ủa? Cô Marie. Chị Quyên. Ai đây? Ủa? Sao hai người có mặt ở đây? Trời ơi. Trời ơi, sao cái căn nhà lại như vậy? Tại sao vậy? Tôi không biết. Nhưng mà mấy hôm nay chị có qua đây không? Không. Tại vì có bà Emily rồi, cho nên là tôi xin bà chủ về để thăm mẹ của tôi. Trời ơi, tại sao lại có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Nếu mà nhà cửa mà đang bị lục lọi vậy, anh nghĩ là chắc có trộm đó. Thử kiểm tra coi có mất mát gì không. Mọi người cứ bình tĩnh. Tôi là Philip. Đây, đây là thẻ thám tử của tôi. Nhìn xung quanh, hình như là vừa xảy ra một sự xáo trộn trong căn phòng này. Mâm cơm thì rớt tung tóe. Có vết máu và nước bọt. Tôi sẽ lấy mẫu nước bọt này để về giám định. Và cả những vết máu này nữa.
con mèo của ai vậy? Trời ơi, trời ơi, con mèo. Ôi, sao nó lại chết nữa vậy? Sao nó lại chết nữa vậy? Con mèo của cô à? Cô biết nó sao? Không, nó nhầm thôi. Tôi biết con mèo này chứ. Con mèo này á là của bà Emily, đã mua tặng cho bà Anna, mà mua ở cửa tiệm mèo meo meo á. Trời ơi, sao nó lại chết thê thảm như vậy chứ? Theo cái vết thương này thì tôi đoán là con mèo này đã bị dùng một cây sắt đập vào đầu mà chết. Cây sắt? Trời ơi, như vậy có nghĩa là cô Anna của tôi đang gặp nguy hiểm hả? Đúng vậy. Trời ơi chị Quyên, tại sao chị biết cô tôi ốm nặng mà chị không qua đây thăm cô tôi thường xuyên chứ? Làm sao mà qua được? Cô Marie, cô nhớ tôi là ai? Tôi là người làm theo giờ. Tôi chỉ có mặt ở nhà này lúc 4 giờ và về lúc 6 giờ. Còn ngoài ra là tôi không bao giờ được đặt chân vô căn nhà này. Bởi vì sao? Vì sao? Vì cô Anna rất thích sự yên tĩnh, cô có hiểu không? Tại vì dạo gần đây có bà Emily, em gái của bà Anna, cho nên vợ tôi mới yên tâm mà đi về. Còn cô Emily? Nói rồi cô Emily, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô ơi, Emily là ai? Cô Mary, cô có thể nói cho tôi rõ về mối quan hệ của những người này không? Được chứ. Cô Emily á là em gái của cô tôi. Còn hai anh chị này là hàng xóm nhà kế bên. Chị Quyên á thì làm giúp việc theo giờ cho cô tôi. Còn anh đó là chồng của chị ấy. Tôi là Nick, chồng của Quyên. Tôi làm ở lò thiêu gần đây này. Trời ơi, tôi nghĩ rằng bây giờ tốt nhất là chúng ta đến đi tìm bà Emily đi. Đúng rồi. Bởi vì chỉ có một mình bà ở bên cạnh bà Anna cái lúc mà nguy hiểm thôi. Đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Tôi có số điện thoại của cô ấy, để tôi gọi điện cho cô ấy thử nha. Gọi liền đi cô Marie. Gọi đi. Được không? Được không? Không ai nghe máy. Nghe máy à? Gọi lại một lần nữa xem sao. Cũng không được à? Vậy bà Emily ở khu vực nào? Nói cho tôi biết đi, để tôi nhờ cảnh sát đến nhà bà xem sao. Tôi biết, tại vì tôi đã từng tới nhà cho nên tôi biết. Ở số 22 phố Black. 22 phố Black à? Chính xác. Alo, Max à? Anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Anh tới nhà số 22 phố Black tìm hiểu về thông tin của bà Emily giúp tôi. Chuyện đang rất gấp. Cảm ơn anh. Bà tôi thắc mắc hèn. Tôi không hiểu tại sao cô Marie ở rất xa lại biết đúng lúc bà chủ gặp nguy hiểm mà tới đây chứ. Trong khi hai người trước đó đã từng cãi nhau một trận rất là lớn. À, anh nhớ rồi. Có phải hôm bữa mà cô Marie đây cãi nhau với cô Na rất là dữ dội? Chính xác. Nè, hai người nói vậy là ý gì đây? Ý là tôi hại cô tôi hả? Đây nè, cô ấy có gửi thư cho tôi nè. Nè, đọc thử đi. Mary, ta gửi cho cháu số tiền hôm trước cháu hỏi mượn. Làm ơn hãy đến đây bảo vệ ta, ta đang gặp nguy hiểm. Mà đây có phải là thư của cô Anna không? Cho tôi mượn. À, tôi nhớ rồi. Mấy hôm trước á, bà chủ có sai tôi đi gửi một cái lá thư. Gửi lá thư cho cô Marie. Quyên. Dạ. Đem cái bịch rác đi bỏ cho tôi đi. Bịch nào bà? Bịch này hả?
chưa có đầy. Cứ vậy hoài, nó đầy hay không đầy tôi biểu đi bỏ thì bỏ đi, để cái mùi hôi đồng nặc chịu không có nổi. Dạ. Cửa mở sẵn đó, à, sẵn luôn tiền đó, cô ghé bưu điện gửi cái thơ với lại số tiền này cho cô Marie. Hôm đó nó tới đây, nó xin tiền đóng học phí, kể ra thì cũng tội. Ừ. À, bây giờ là con đi dục rác, sau đó ra bưu điện gửi thư cho cô Marie giúp bà. Ừ. Dạ, con đi liền. Ừ. Kỳ vậy ta? Gửi cho Marie. Mới chửi nhau cãi nhau xong bây giờ gửi thư là sao? Đi! Con đi liền! Mà tôi thắc mắc dữ lắm nha. Tôi thắc mắc về thái độ của bà ấy. Bình thường bà ấy không có như vậy đâu. Bà Anna là người như thế nào? Mọi người có thể nói cho tôi biết được không? Cô tôi là người khó tánh, keo kiệt và có phần cay độc. Khó tánh, keo kiệt. Vậy bà ta lấy cái gì để sinh sống? Thật ra hình như là cô tôi được thừa hưởng một khoản tiền từ chú tôi. Trước khi ông ấy mất, ông ấy có dành dụm một số tiền, nhưng mà tôi không biết chính xác là bao nhiêu. Hôm trước tôi có tới để mượn tiền bà ấy và bà ấy rất là tức giận. Nói như vậy có nghĩa là bà ta sống trong nghèo khổ để che lấp sự giàu có của bà. Và bao nhiêu người biết chuyện này? Tôi biết một chút thôi. Tại vì tôi thắc mắc dữ lắm nha. Tôi không hiểu là ở đâu mà bà có tiền trả lương cho tôi, trong khi bà đâu có làm gì đâu, mà lương hưu bà cũng chẳng có nữa, thì tiền đâu ra? Và số tiền đó con có biết là bà ta để ở nhà hay là gửi trong nhà băng không? Trời ơi, dễ gì. Bà đa nghi dữ lắm, không bao giờ để tiền trong nhà băng đâu, sợ mất hết. Để tiền ở nhà, nhưng mà tôi không thể nào biết là bà để tiền ở đâu, vậy mới ghê. Tôi nghe đen mắt. Chuyện tôi nhờ anh như thế nào rồi? Anh nói sao? Không có bà Emily ở nhà, và người ta cho biết là bà Emily đã tới nhà chị gái của bà ta sáng sớm à. À, tôi biết rồi. Bây giờ anh giúp tôi một chuyện, nhờ hai anh cảnh sát túc trực ở đó để theo dõi nha. Ở đây đang xảy ra một vụ án, tôi nghĩ là một vụ án rất là nguy hiểm. Thế nào rồi? Vậy là không tìm thấy bà Emily à? Không lý nào. Bà Emily là người rất là tử tế, rất là tốt bụng. Tôi không tin là bà ấy lại hại chị của mình đâu. Hôm trước bà ấy còn hứa cho tôi mượn tiền để đóng tiền học phí mà. Cô đã lấy tiền học phí chưa? Chưa. Bà ấy có rất là nhiệt tình hứa cho tôi mượn, nhưng mà hẹn tôi là ít ngày nữa hẳn tới lấy, cho nên tôi chưa ghé tới nhà bà ấy để lấy. Chưa tới nhà để lấy. Vậy cũng có thể là... Mọi người hãy cho tôi ngày mai, tôi sẽ cho mọi người biết ai là thủ phạm trong vụ án này. Chào cô. Chào anh. Đây có phải là chỗ bán mèo không? Thì đúng rồi. Ở đây là shop mèo mèo. Bán mèo chứ không lẽ bán người. Trời ơi. Tôi xin lỗi.
tôi sẽ giới thiệu với cô. Tôi là Philip, là thám tử. Thám tử? Đúng rồi. Tôi đến đây muốn cần sự giúp đỡ của cô. Giúp đỡ? Cô có thể giúp tôi được không? Thấy đẹp trai, giúp. Cảm ơn cô. Mời anh qua đây ngồi. Tôi ngồi bên đây hả? Ừ, ngồi đó đi. Tôi muốn hỏi cô là ở đây á, cô có bán loại mèo mà nó đen và nó có đốm mũi màu trắng? Đúng rồi, cô có bán không? Có. Có hả? Mà sao ngộ ta? Xa vô cửa hàng tôi có rất rất là nhiều người vô đây hỏi tôi. Mà ngộ nha, ở đây bán rất là nhiều mèo, không hỏi mấy con mèo khác, chỉ hỏi đúng một con, nguyên một con màu đen có cái đốm mũi màu trắng là sao ta? Cô nói sao? Có rất nhiều người vô đây hỏi loại mèo đó hả? Ừ, rất nhiều người luôn. Cô có chính xác là số lượng là bao nhiêu người không? Số lượng hả? Ba người. Có chắc là ba người không? Chắc chắn là ba người mà. Ba người. Ừ. Mà người đầu tiên vô đây mua là mua một con. Ừ. Người thứ hai á là hai con. Ừ. Người thứ ba á mua ba con. Không còn con nào hết á. Sao kỳ cục vậy? Bán hết rồi còn đâu mua. À, là do hai người kia mua hết mèo đúng không? Ừ. Vậy tôi hỏi cô, cô có nhớ cái người mà những người mà mua loại mèo đó không? Hình dáng, dáng dấp họ như thế nào? Cô có nhớ không? Dáng hả? À, tôi nhớ rồi. Có một người á, là một người phụ nữ lớn tuổi. Lớn tuổi? Ăn mặc rất là giản dị tới mua. Mặc đồ rất là giản dị. Ừ. Có phải người phụ nữ này không? Ừ, đúng rồi, người này nè. Đúng là người này. Đúng là người này luôn á. Cảm ơn cô. Vậy còn người thứ hai thì sao? Người thứ hai hả? Người thứ hai thì tôi không biết mà. À, tôi có cái này nè. Nè, đó, anh coi đi. Đây là địa chỉ á. Bắt tôi á là giao mèo tới đó. Cảm ơn cô. Cô có nhớ hình dáng cũng như là dáng dấp của người phụ nữ này không? Hình dáng hả? Tôi không nhớ. Cứ bắt tôi là mỗi ngày giao một con vậy đó, chứ không có kêu một lần hai con. Ủa, chứ không phải là mua lần hai con à? Không, mỗi ngày giao một con vậy đó. Mỗi ngày giao một con? Ừ. Nhưng mà... mà bắt buộc còn nhấn với tôi vậy nè, nhắc nhở tôi là cái con thứ hai á phải y chang con thứ nhất vậy đó. Phải giống y chang con thứ nhất? Ừ. Mà tôi nghĩ á là cái người mua thứ hai á chắc là em gái của người mua thứ nhất hay sao? Sao cô nghĩ là như vậy? Tại vì á tôi có hỏi mà cái người đó vừa lớn tuổi mà lại khó tính nữa chứ. Ồ, khó tính lắm mà. Ừ. Tôi có hỏi người đó, hỏi người đó có phải là chị gái người mua đầu tiên hay không. Người đó gằn giọng không trả lời tôi gì hết. Còn người phụ nữ thứ ba thì như thế nào? Người phụ nữ thứ ba hả? Tôi không biết đó là người đó có liên quan với người hai người kia hay không nha. Mà thấy bộ dạng của chị ta là ăn mặc rất là giản dị, tầm khoảng 25 hay 26 tuổi gì đó, mà ăn mặc giống như là phụ nữ nội trợ gì đó. 25, 26 tuổi? Ừ. Cô đoán là như vậy. Rồi rốt cuộc cô không mua được mèo à? Không mua được, tại vì chính cái người mấy người kia mua hết rồi, đâu còn mèo nào đâu mua. Tôi cảm ơn cô. Ê, khoan anh. Tôi còn nhớ một chuyện nữa. Chuyện gì? Là cái cô gái đó nói là sẽ đi ra ngoại ô và tìm một con mèo mua giống y như vậy. Ra ngoại ô? Ừ. Mua một con mèo giống y chang như vậy? Ừ. Anh. Em còn phát hiện ra nữa. Còn chuyện nữa? Ừ. Chuyện gì nữa? Còn người thứ tư nữa. Có cả người thứ tư nữa hả? Ừ.
Người thứ tư nó như thế nào? Người thứ tư là một người đàn ông. Một người đàn ông? Ừ. Có râu quai nón. Có râu quai nón. Rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai. Vô hỏi rất là nhiều chuyện. Là tôi hả? Ừ. Cô kể tôi vậy? Tại vô hỏi quá trời luôn. Mà ra về không chào đường tiếng nữa. Xin lỗi. Chào cô. Nói vậy thôi chứ thấy cái tình tiết phức tạp quá. Chắc ông thám tử không điều tra được đâu. Làm sao không điều tra ra được? Thám tử đã nói như vậy mà. Đúng rồi đó, mình phải chờ đợi thôi. Thám tử Philip là nổi tiếng lắm, nhận vụ án nào là chắc chắn thành công. Ráng chờ đợi đi. Thám tử, sao rồi? Tung tích cô tôi sao rồi? Anh đã tìm thấy bà Emily chưa? Bà chủ tôi sao? Còn sống chứ? Mọi người cứ bình tĩnh. Tôi sẽ cho mọi người biết hung thủ của vụ án này là ai. Nhưng mà trước khi tôi nói ra hung thủ là ai thì tôi muốn hỏi cô quen chuyện này. Cô tới tiệm mèo meo meo mua mèo để làm gì vậy? Tôi... Em có tới đó hả? Nhưng mà em mua mèo để làm cái gì? Thật ra chuyện nó là như vậy. Cái hôm mà bà chủ tôi á có gửi cho tôi một cái phong bì, nói là tôi phải đi gửi thư đó cho cô Marie. Thì trên đường về nhà tôi phát hiện ra trước cửa nhà là xác chết của một con mèo. Tôi cứ nghĩ rằng là tại do là tôi đánh bả chuột, con mèo đã ăn phải cái thuốc chuột đó mà nó chết. Tôi sợ quá, tôi mới vội chạy ra tính là mua con mèo về đền cho con mèo đó, vậy thôi. Vậy tại sao lúc đó cô không nói cho bà Anna biết? Trời ơi, dễ gì tôi dám nói. Tôi phát hiện ra rằng bà chủ của tôi bây giờ rất yêu mèo. Ngay cả đi ngủ, bà chủ tôi vẫn để cái lồng mèo bên cạnh, nâng niu mèo như vậy, làm sao tôi dám nói chứ? Là gì? Với tính cách của tôi thì không thể nào yêu mèo được. Bà ta không thể nào yêu mèo được đâu. Ai mà yêu mèo lại nhốt mèo trong lòng như vậy được? Chuyện rất là dễ hiểu. Thật sự bà Anna rất là yêu mèo, bởi vì bà muốn dùng mèo để thử chất độc. Thử chất độc? Đúng vậy. Mọi người có nhớ cái khay cơm mà đã rơi tung tóe đây không? Tôi đã giám định trên khay cơm có chất độc. Trời đất ơi. Không lẽ đã có kẻ bỏ độc vào mâm cơm của cô tôi sao? Đúng vậy. Nhưng mà ai? Ai làm điều đó? Không biết là mọi người có nhớ con mèo của bà Emily tặng cho bà Anna không? Và cái bữa đó con mèo đã sổng chuồng, nó đã ăn phải thức ăn trên khay cơm của bà Anna và bị trúng độc chết. Nhưng mà bữa đó trong căn phòng này lại có bà Emily và cô Gwen đây, cho nên bà Anna không biết ai là thủ phạm đã đầu độc bà ấy. Chính vì vậy bà đã đến tiệm mèo meo meo mua hai con mèo giống loại mèo của bà Emily tặng cho bà Anna để tìm ra thủ phạm. Con mèo thứ hai thì lại bị đầu độc, còn con mèo thứ ba không bị đầu độc mà là bị độc chết. Như vậy có nghĩa là cô tôi bị đầu độc chết. Vậy còn vết máu này không lẽ là của cô tôi sao? Của bà Emily. Tại sao lại là của cô Emily? Khoan đã, việc nấu cơm cho cô Anna là cô Emily và chị Quyên, mà bây giờ cô Emily cũng bị chị Quyên. Không lẽ chị là... Không, tôi không đầu độc ai hết. Không có, đừng nhìn tôi như vậy. Không có mà anh. Sao vợ tôi làm như cái chuyện đó được? Đúng vậy, không phải người trực tiếp kế bên bà Anna hoặc là trực tiếp nấu bếp mới hạ độc được bà Anna đâu. Vậy thì là ai?
thật ra là ai? Là người cần đến đây và cần hạ độc bà Anna. Cần đến đây? Đến bằng đường nào? Bằng đường này. Mọi người có thấy không? Ở ngoài đây rất là bụi, nhưng mà bên trong rất là sạch, giống như là đã được ai lau chùi hàng ngày. Hãy xem thử đi. Đúng rồi, nhưng mà đường này dẫn đến đâu chứ? Thì dẫn đến chỗ gần nhất và duy nhất. Là ở đâu? Nhà của cô Quyên. Sao lại nhà mình? Anh đừng có nói bậy. Nó phải là chỉ có gia đình chúng tôi là đừng lộn gió của nhà bà Na. Còn nhiều căn hộ khác nữa mà. Đúng đúng. Anh nói rất chính xác. Có rất là nhiều cái thông gió đi ngang bà nhà Anna. Nhưng mà tôi đã kiểm tra rất kỹ, tất cả những đường ống đó đều đầy bụi. Chỉ riêng đường ống từ nhà anh đến nhà bà Anna rất sạch. Có đúng không hả anh Nick? Hung thủ đã giết hai người phụ nữ tội nghiệp. Anh đừng có nói nó bậy nha. Làm sao mà tôi có thể giết họ được chứ? Đúng tôi rồi. Đâu có thù hằn với họ đâu. Đúng. Tôi giết họ tôi được cái gì? Đúng rồi, không phải là chồng tôi giết đâu. Chồng tôi đi làm suốt ngày. Đúng rồi. Chiều tối mới về, làm sao có thể giết hai người phụ nữ đáng yêu để được chứ? Có phải là cô làm việc bên đây từ 4 giờ đến 6 giờ đúng không? Đúng. Khoảng thời gian đó là anh chồng của chị đi làm về. Mà thói quen của bà Anna là xem phim ngoài phòng khách trước khi ăn cơm. Và trong khoảng thời gian đó, anh ta đã lén vào đây bỏ chất độc vào khay cơm. Không, tôi phản đối. Tôi đã nói rồi là tôi không có thù hằn gì hai người. Đó được, làm sao tôi có giết hai người đó được? Tôi giết được cái gì? Thôi được rồi, vậy thì anh hãy nghe tôi kể quá trình anh đã giết hai người phụ nữ đó cùng với con mèo. Xem lần này coi bà có thoát được bàn tay của ta không. Trục trân nha. Phim gì đâu mà cái tập này vậy dữ, coi chán gần chết vậy đó. Ai cục cưng lên đây ăn cơm với bà nó, thương lắm mà lên ăn cơm với bà nó. Tụi bay bú cho tao chết à? Làm sao mà tao chết được? Làm sao mà qua mặt con này lại được ha? Đâu có dễ vậy đâu. Đây, cục cưng đây, bà cho cục cưng ăn trước nè. Tao cưng mày lắm đó, khỏi ai cho tao ăn gì đó, mày phải ăn trước tao. Nếu có độc quá thì là mày cũng chết, chứ tao đâu có chết. Nè, ăn đi cục cưng ha. Ngon quá con ha. Sao? Đâu có gì đâu á. Khỏe mạnh bình thường mà, đâu có chết.
ra cái dĩa cơm này đâu có đọc. Như vậy là ai? Ai là người muốn giết ta? À, bữa nay con Quyên nó nghĩ dĩa cơm lại không có thuốc độc. Chẳng lẽ là con Quyên nó muốn giết mình sao? Như vậy thì bây giờ tới phiên mình ăn. Không có độc là mình ăn, không có độc là mình ăn. Cũng nghĩ là bị bực mình quá đi, ăn gì nó mới ngon. Mấy lâu nay chính là mình. Ngu ngốc làm sao. Ta là năm bậc bảy lượt hạ độc. Chị bà ta cũng biết dùng là con mèo để thử độc. Nhưng mà bà không ngờ rằng lần này ta cũng bỏ độc vào thức ăn mà ta chét độc ở trên dành cây. Và chính vì cái thứ ta ăn bốc hốt của bà làm cho bà chết. Ủa là bà nào? Ai? Chị? Chị sao vậy? Bà im ngay. Mày im. Mày. Tôi kêu bà im không? Trời ơi, tại sao mày giết chị tao? Im không? Tại sao vậy? Bà nếu như bà không im, bà sẽ giống như bà chị xấu số của bà. Nhưng mà tại sao mày giết chị vậy? Tiền, vì tiền thôi. Bà ta giàu có, nhưng lúc nào giả bộ nghèo khó, keo kiệt. Nhưng mà mọi người không biết rằng bà ta đã thụ hưởng một số tiền thật lớn. Người chồng chết sớm của bà ta, bởi vì điều đó tên tôi thụ hưởng thôi, có sao đâu. Không được làm liều, tao sẽ báo cảnh sát đó. Im ngay. Tôi im không? Báo cảnh sát đó. Thôi. Mày. Báo cảnh sát à? Mày. Thôi. Tôi nghĩ bà không còn cơ hội để báo cảnh sát đâu. Bà người ta. Mày. Bà không im à? Nếu như bà không. Tôi. Làm gì vậy? Bà không im. Số phận của bà giống như con mèo ấy.
giờ này chuyện như ai tới, giờ phải làm sao đây? Cô Anh Na ơi, mở cửa cho con đi cô. Làm sao để người ta không biết mình biết bằng cách nào hết? Con là Mary nè, mở cửa cho con đi cô ơi. Câu chuyện tôi kể như vậy có đúng không hả anh Nít? Anh Nít, anh giết họ rồi giấu, giấu xác họ ở đâu? Không, anh ta đã lôi hai xác đó qua đường ống dẫn này. Bởi vì đường ống dẫn này cách mặt đất đến 2 mét thì không thể nào phụ nữ nào bưng hai xác có thể nổi, chỉ có người đàn ông mới bưng nổi, có đúng không anh Nít? Anh không được vu khống tôi. Và anh ta đã di chuyển hai cái xác đó đến lò thiêu của anh ta làm. Bởi vì anh ta nghĩ rằng khi mà thiêu hai cái xác đó đi thì chắc chắn mọi người sẽ không tìm ra được tung tích và bằng chứng. Nè, anh không vu khống tôi nghe chưa? Vậy thì tôi sẽ cho anh xem cái vật này. Anh hãy xem coi, cái này là cái gì? Cái nhẫn này là của bà Anh Na, đúng là của bà ấy rồi. Sao? Anh giải thích như thế nào khi chiếc nhẫn này tôi và cảnh sát đã tìm được trong lò thiêu chỗ anh làm? Anh nói tôi nghe xem. Bà ta rất là nhiều tiền. Chỉ vì tiền mà anh đã giết người. Có tìm thấy không? Anh có tìm thấy tiền không? Bà ta xảo quyệt, cất giấu tiền ở chỗ nào mà anh đã lật tung tất cả căn nhà này lên cũng không thấy đâu hết. Tôi biết mà, tôi sợ lòng tham của anh nổi lên, tôi không dám nói chỗ cất tiền của bà ấy. Chỉ một mình tôi biết thôi. Vậy thì số tiền đó đang ở đâu? Nó ở đây, ở cuốn kinh thánh này. Lúc nào bà ấy cũng ôm khư khư nó ở trong mình. Đây, đây, nó ở đây, nó ở đây. Độc ác, vì tiền mà nó giết một mạng người. Và lòng tham đã che mờ mắt anh. Anh sẽ trả giá trong tù. Cảnh sát đang chờ anh ở ngoài. Xin mời anh đó. Ôi, tham lam tôi vu oan trời. Chị đừng, dục đừng đi chị. Cô vừa phải rồi nha. Sao cô quá đáng quá vậy hả? Nói cái gì? Chẳng qua hả, tôi coi chú tôi như là cha của tôi, thì tôi mới có thể tôn trọng cô đến mức này. Cách đây một tiếng, lúc tôi đứng ngoài cửa, tôi gọi cửa, hình như trong nhà là có người. Tôi nghe tiếng bước chân. Có khi nào có ai đó vô đây hại cô tôi không?